Nhã Phương khoe đẳng cấp mặt mộc 30, phát ngôn lạ giữa nghi vấn mang thai. Gương mặt 30 của Nhã Phương không photoshop, không trang điểm, không đèn flash khiến fan rung động. Đoạn clip được quay tại đám cưới của em gái Nhã Phương vào khoảng nửa tháng trước, chính là thời điểm nảy sinh tin đồn nữ diễn viên sẽ lên xe hoa với Trường Giang vào tháng 8 âm lịch. Trong clip, Nhã Phương mặc chiếc váy màu hồng nhạt, dáng chữ A, đang trao của hồi môn cho em gái. Ở một góc quay nghiêng, người đẹp để lộ vòng hai nhô cao bất thường, dù tổng thể vóc dáng rất mảnh khảnh, gầy guộc. Cư dân mạng cho rằng, theo lẽ thường, vòng hai của Nhã Phương phải lép xẹp mới phù hợp với cân nặng của cô hiện nay. Nhưng việc bụng dưới nhô cao cùng với gương mặt xanh xao hiện tại khiến nhiều người nghi vấn, tin đồn nữ diễn viên ngày ấy mình đã yêu, mang thai 3 tháng là sự thật. Cơ thể gầy guộc duy nhất vòng hai của Nhã Phương lại nhô cao. Cư dân mạng còn đồn thổi, ngày đầu tiên quay Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt, nữ diễn viên đã phải bỏ ra ngoài vì ngén quá nặng. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng nào xác đáng cho thông tin này. Mới đây, Nhã Phương chia sẻ một bức ảnh chân dung rất đặc biệt của mình theo phong cách 30 lên trang cá nhân. No makeup, no photoshop, no flash, không trang điểm, không chỉnh sửa, không đánh đèn. Bức ảnh được Nhã Phương chú thích. Phương nghĩ vẻ đẹp đích thực không gói gọn ở một làn da mịn, một cặp mi cong mà còn phụ thuộc cả vào giá trị bên trong của mỗi người. Bức ảnh gây hiệu ứng mạnh mẽ với cộng đồng mạng. Có thể thấy trong bức ảnh này, Nhã Phương hoàn toàn không phấn son. Gương mặt đậm nước với da không thật mịn màng nhưng tươi sáng, cặp mắt biết nói, làn môi hờn dỗi và thần thái cuốn hút lạ lùng. Vẻ đẹp mộc 100% của Nhã Phương khiến fan hâm mộ của cô xôn xao. Nhã Phương xinh quá, cứ giản dị mà lung linh thế này. Nhã Phương đẹp thế bảo sao Giang Ca không đắm đuối cho được. Vẻ đẹp tự nhiên vẫn là vẻ đẹp được trân trọng nhất, là những bình luận khen ngợi từ công chúng dành cho nữ diễn viên ngày ấy mình đã yêu. Thậm chí, có độc giả còn nhận định, dù chưa bao giờ được đánh giá là mỹ nhân showbiz, nhưng nhan sắc thật của Nhã Phương không hề thua kém người đẹp nào, bao gồm cả nam em. Người vừa là hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long, vừa là top 8 Hoa hậu Trái đất 2016, một trong 4 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới. Ngay cả khoảnh khắc đời thường, Nhã Phương cũng xinh đẹp nổi bật hơn người. Thời gian qua, Nhã Phương vướng vào nhiều tin đồn về chuyện bầu bì và kết hôn. Tuy nhiên, người đẹp luôn có cách làm giảm tin đồn rằng bằng các động thái đánh lạc hướng dư luận như cách đăng tải bức ảnh này. Hẹn hò trai hàng, nam em ngày càng xinh đẹp xuất sắc, đẹp vạn người mê. Sau khi ra mắt sản phẩm mới và hé lộ đang tìm hiểu bạn trai Hàn Quốc, nam em xuất hiện rạng rỡ trong chương trình MV Top Hit của đài truyền hình Long An tối 13 tháng 8. Xuất hiện tại sự kiện MV Hot Hit, nam em diện đầm dạ hội của nhà thiết kế Võ Thanh Cang. Bộ trang phục tôn vẻ đẹp của nam em với phơm đuôi cá, thiết kế xốp ly nhẹ nhàng, ngay phần eo vừa kín đáo vừa gợi cảm nữ tính. Khác với vẻ u sầu khi vướng lùm xùm tình cảm, nam em của hiện tại đã lấy lại vẻ tự tin rạng người vốn có. Cùng với đó, hoa khôi nam em cũng tập trung cho công việc. Mới đây cô ra mắt phim ngắn gọi tên Nỗi Đâu với ca khúc tự sáng tác Đâu Vì Yêu. Người đẹp còn tiết lộ đang tìm hiểu bạn trai người Hàn Quốc, bạn diễn trong phim ngắn quay ở Đà Lạt vừa qua. Xuất hiện trong chương trình, nam em thể hiện ca khúc Nỗi Nhớ Hóa Băng và Đâu Vì Yêu. Đây cũng là lần đầu tiên nam em biểu diễn ca khúc mới Đâu Vì Yêu trước công chúng. Thể hiện trọn vẹn ca khúc mang đầy tính tự sự, nam em một lần nữa chứng tỏ sự nỗ lực của bản thân trong việc đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong phần giao lưu, nam em chia sẻ về suy nghĩ của mình khi liên tục cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc. Nam em đều tự thân vận động trong mỗi sản phẩm của mình. Nam em thích được ca hát, thích đứng trên sân khấu biểu diễn và thích nghe những tràng vỗ tay của khán giả. Vì vậy, nam em chỉ biết cố gắng tiếp tục hoạt động và mong rằng sẽ được mọi người yêu thương, nam em chia sẻ. Chị mới yêu vài tháng, nhưng Huỳnh Anh đã được bạn gái xinh đẹp gọi là chồng. Y Vân, bạn gái mới của Huỳnh Anh, đã khoe hình ảnh nhắn tin với Huỳnh Anh cực lãng mạn, điều khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi cô gọi bạn trai là chồng. Chuyện tình đẹp như mơ của Huỳnh Anh và Á hậu Hoàng Oanh từng thu hút nhiều sự quan tâm. Sau 3 năm bên nhau, cả hai bất ngờ tuyên bố chia tay vì không hợp nhau vì tính cách. Sau 1 năm chia tay, nam diễn viên điển trai hé lộ đang tìm hiểu một cô gái sống tại Bỉ, có tên Y Vân. Hiện cả hai đang có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc khi lần đầu gặp nhau tại Việt Nam. Khoảng thời gian về Việt Nam thăm bạn trai Huỳnh Anh, Y Vân luôn chia sẻ hàng loạt hình ảnh cực tình cảm bên bạn trai.
Từ những chuyện đi ăn uống cùng gia đình nam diễn viên hay đi du lịch Đà Lạt thơ mộng của cả hai khiến nhiều người hâm mộ vô cùng ghen tị. Và cũng mới đây Y Vân lại chia sẻ đoạn tin nhắn cực mùi mẫn của cả hai khi cô gọi Huỳnh Anh là chồng khiến người hâm mộ càng thêm bất ngờ. Thế nhưng đoạn tin nhắn vô cùng đáng yêu khi cô kêu gọi Huỳnh Anh chồng ơi đáp lại lời bạn gái, nam diễn viên trả lời anh đây. Sau đó khi được hỏi bạn gái hỏi anh đang làm gì thế, anh lại lầy lội đáp trả anh thắp nhang cầu trời khẩn Phật cho anh chịu đựng được em, chứ em cứ chọc điên anh hoài, anh chịu hết nổi là anh bỏ em mất. Có thể thấy chỉ qua dòng tin nhắn thôi, nhưng tình cảm của Huỳnh Anh dành cho bạn gái mới vô cùng sâu đậm. Đoạn tin nhắn cực mùi mẫn lãng mạn của Huỳnh Anh và bạn gái mới khiến fan ghen tị. Trước đó Y Vân còn chia sẻ lên mạng xã hội bức hình hôn nam diễn viên đầy ngọt ngào. Giữa khung cảnh thơ mộng của Đà Lạt, cô chú thích, hàng loạt điều không may đã xảy ra trong một chuyến đi, chỉ kéo dài vài giờ nhưng thực sự rất đáng giá, cảm ơn anh. Sau một thời gian ấp mở, bạn gái cũng quyết định chia sẻ về Huỳnh Anh lên mạng xã hội. Có thể nói cả hai đang có những ngày tháng hạnh phúc nhất. Những hình ảnh ngọt đến phát hờn của vợ chồng Lan Phương và con gái xinh đẹp ở trời Tây. Bao nhiêu son phấn góc máy đẹp cũng không làm nữ diễn viên Lan Phương va dịu, nhân vật bị ghét nhất cả một đời ân oán đẹp bằng những khoảnh khắc hạnh phúc này. Hạnh phúc với thiên chức làm mẹ, diễn viên Lan Phương của bộ phim Cả một đời ân oán đang tận hưởng những giây phút vui vẻ và ý nghĩa nhất bên cạnh chồng và con gái mới sinh. Hạ sinh con gái đầu lòng vào giữa tháng 5 vừa qua, vợ chồng Lan Phương đón nhận một hạnh phúc ngọt ngào và trọn vẹn. Con gái nữ diễn viên Cả một đời ân oán có cái tên rất đặc biệt, Lina Linh Duffy, chào đời nặng 3,35kg, dài 50cm, đến nay Lina đã tròn 3 tháng tuổi. Lan Phương sinh con gái Lina Linh Duffy với chồng người Anh cao hơn 2m. Nữ diễn viên từng chia sẻ trong quá khứ cô gặp rất nhiều tổn thương về chuyện tình cảm, nhưng cuối cùng lại tìm được bình yên bên người chồng cao hơn 2m và cô con gái nhỏ. Vừa qua, vợ chồng Lan Phương đã có dịp đưa con gái đi du lịch nước Anh, cùng ngắm và hít thở không khí trong lành tại nơi đây. Chia sẻ về chuyến bay đường dài đầu tiên của một cô bé sơ sinh, Lan Phương viết: "Mẹ con em lần đầu tiên bay đường dài với nhau. Trước khi đi, mẹ cảm thấy lo lắng lắm, nhưng khi vào sân bay thì mẹ vẫn tâm hơn. Chuyến bay 12 tiếng đến London thật là tuyệt. Em ngoan hơn là mẹ nghĩ. Em ngủ bú mẹ rồi chơi rồi ngủ rồi tim mẹ, rồi nói chuyện với mẹ. À quên, còn thay tạ mấy lần nữa. Thế là đến nơi, mẹ không ngủ được nhiều nhưng cũng không sao. Có em làm hành trình ngắn lại, cứ ôm cái thân hình đáng yêu của em là mẹ thấy vui rồi." Lina ngoan ngoãn khi trên máy bay không hề quấy mẹ. Tại đất nước đẹp tuyệt vời này, gia đình Lan Phương đã có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, cùng chụp những tấm ảnh kỷ niệm ngọt ngào đến vô cùng. Nhiều người khen ngợi cô bé Lina đã biết nhìn thẳng vào ống kính máy quay. Gia đình Lan Phương ngọt ngào chụp ảnh kỷ niệm. Những bức ảnh Lan Phương ôm con gái nhỏ, chụp ảnh khiến bao người suýt xoa vì quá đẹp. Cô luôn dùng những chiếc khăn rộng để ấm cho con gái, tình mẫu tử đẹp đẽ hơn bao giờ hết qua những bức ảnh của nữ diễn viên. Hôm nay cả nhà lái xe 5-6 tiếng đến Scotland, Lina được làm quen với việc tự ngồi chơi trên ghế em bé trong xe hơi cả tuần nay rồi, nên hy vọng hôm nay em sẽ ngoan trên quãng đường dài này nhé, Lan Phương viết. Lần trước sang Anh, mẹ mang bầu em trời lạnh cống, lần này là mùa hè thời tiết trong vắt mát mẻ, nắng dịu dàng, em cũng không còn nằm trong bụng mẹ nữa, mà được đi với mẹ ngắm nghía mọi thứ, thích ơi là thích. Lan Phương liên tục chia sẻ những dòng trạng thái ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc. Nữ diễn viên hạnh phúc bên cô con gái nhỏ, hình ảnh đáng yêu của cô con gái Lina khiến dân tình tan chảy. Sau khi sinh, nhan sắc của nữ diễn viên Lan Phương vẫn vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ. Rất nhiều cặp vợ chồng đẹp và hạnh phúc trong showbiz Việt đã khiến cho công chúng tin vào tình yêu cũng như cuộc sống hôn nhân. Tổ ấm của nữ diễn viên Lan Phương và chồng Tây cũng là một trong những điển hình khiến bao người hâm mộ. Hòa Minzy đến tận sân Indonesia xem, công phượng bối rối đá hỏng cả hai quả ban trước tình cũ. Chắc Hòa Minzy cũng phải ngỡ ngàng trước phong độ của công phượng. Mới đây, đội tuyển Olympic Việt Nam đã có trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải ASEAN 2018. Đối thủ lần này của Việt Nam là đội tuyển Pakistan. Mặc dù thắng đậm với tỷ số 3-0, nhưng nhiều khán giả vẫn tỏ ra tiếc nuối trước hai lần đá hỏng penalty của công phượng. Nhiều người nói đùa rằng phải chăng do có Hòa Minzy đến xem ở trên khán đài nên công phượng bối rối đá hỏng cả hai quả ban. Trước khi kết thúc hiệp 1, Olympic Việt Nam còn có cơ hội gia tăng cách biệt sau khi trọng tài xác định Quang Hải bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên công phượng lại tỏ ra vô duyên khi đưa bóng đập trúng xa. Tiền đạo số 9 của Olympic Việt Nam vẫn chơi cố gắng để tìm kiếm bàn thắng đầu tiên.
Anh là người kiếm về quả penalty thứ hai, nhưng Công Phượng có lần thứ hai thất bại trên chấm 11m. Công Phượng ngỡ ngàng khi đá hỏng penalty lần hai. Trong khi Công Phượng đang thi đấu dưới sân, thì trên khán đài có một khán giả vô cùng đặc biệt, đó chính là tình cũ của nam cầu thủ, nữ ca sĩ Hòa Minh Di. Được biết Hòa Minh Di xuất hiện trên sân là do cô tham gia một chương trình. Nữ ca sĩ và nam diễn viên Hiếu Hiền mặc áo cờ đỏ sao vàng hết mình cổ vũ Olympic Việt Nam. Hòa Minh Di cùng nhóm cổ động viên Việt Nam có mặt ở sân cổ vũ Olympic Việt Nam. Về phía Công Phượng, sau khi đá hỏng hai quả bên thì lúc gần hết giờ, chính anh chàng là người ghi bàn mang về tỷ số chung cuộc 3-0 cho Việt Nam. May mắn cuối cùng Công Phượng đã lập công chuộc tội. Khánh Thi tung ảnh hạnh phúc bên chồng con, trách yêu Phan Hiển về ồn ào xích mích tình cảm. Khánh Thi cũng ngầm phủ nhận việc nảy sinh xích mích với ông xã Phan Hiển, gây xôn xao dư luận những ngày qua. Thời gian gần đây, Khánh Thi và Phan Hiển trở thành tâm điểm chú ý của công chúng, khi nữ hoàng Dance Mode thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái buồn bã bóng gió về sự chia ly. Điều này khiến dân mạng cho rằng cuộc hôn nhân của Khánh Thi Phan Hiển đang gặp trục trặc. Sau đó, Phan Hiển đã lên tiếng thừa nhận cả hai có chút mâu thuẫn sau khi Khánh Thi sinh con thứ hai. Anh cho biết, trong thời gian Khánh Thi ở cử và chăm sóc con gái mới sinh, vì quá bận rộn với công việc nên anh ít ở nhà và để cô phải lo lắng buồn bã như vậy. Tuy nhiên, mọi chuyện đều đã được cặp đôi giải quyết ổn thỏa. Cho đến mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Khánh Thi mới có những chia sẻ đầu tiên về sự việc này, đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên Phan Hiển và con trai Kobe, con gái Anna. Khánh Thi khéo léo trách yêu ông xã, giờ mới xong việc và về đến nhà, bận đến nỗi chả có thời gian đọc cái gì, mà giật mình khi thấy tin mình trên mặt báo, cũng phải đến hơn 15 bài gì đó với dòng title. Vợ chồng Khánh Thi Phan Hiển giận nhau rồi làm đành, kiểu suýt chia tay, ối gì vậy, rồi ông xã mình lên nói là có chút giận rồi ông mua quà. Nè ông Phan Hiển kia, giận như thế nào, quà lúc nào, chia tay lúc nào, làm lành lúc nào, về bế Anna đi, giờ đọc xong báo tôi giận cho coi luôn nè, ghét. Hình ảnh hạnh phúc bên chồng con được Khánh Thi đăng tải thay cho lời giải thích về ồn ào xích mích tình cảm thời gian qua. Phản ứng này của Khánh Thi đã khiến khán giả vô cùng thích thú. Với chia sẻ này, nữ hoàng Dance Mode cũng thay cho lời đính chính về cuộc sống hôn nhân, vẫn còn rất hạnh phúc và không nảy sinh xích mích như dư luận đã đồn đoán. Khánh Thi Phan Hiển hạnh phúc bên nhau trong cuộc gặp gỡ bạn bè ngày 14 tháng 8 vừa qua.